câu nãy là con câu về nó nhảy mái không nhảy mái ra hoài con thấy không? Đây mình câu nhảy mái đó. Rồi giờ mình hớt xuống hai bà con chụp bộ hình cả. Rồi mình hớt xuống cho nó ăn nha bà con. Bà con thấy không? Gắn này gắn cái gắn đang có chữa nha bà con. Gắn này đang có chữa. Nó có bụng rồi đó. Đang có chữa nó ôm trứng nha. Rồi mình hớt xuống cho nó ăn nha bà con, mình cho nó ăn rồi mình câu con khác cho bà con coi nha. Mình sẽ hớt xuống cho nó ăn đi bà con. Hớt cái đuôi chuột cho nó ăn đi ha. Rồi mình sẽ câu con khác nha bà con. Mình sẽ câu tiếp clip này luôn, tại vì cái máy này không biết sao quay sao nó nhảy ra hoài, hôm nay quay sao nó nhảy hoài không biết sao mà nhảy hoài. Mình dở cho bà con coi cái nữa rồi mình hớt nó ha. Đó bà con thấy không, nó sẽ xây tròn coi chơi cho bà con. Rồi mình để xuống mình hớt đuôi luôn bà con, hớt đuôi con chuột luôn cho con rắn ăn rồi. Giờ đó nghe bà con, mình hết rồi đó. Mình có đuôi chuột rồi đó. Tạm ngưng chút nha bà con, tạm ngưng chút thôi để cho nó chút xíu đi, để mình tạm ngưng chút đi bà con, mình câu con khác cho bà con coi. Bà con thấy nó nút cũng rồi rồi ha, nó rồi con chuột rồi đó. Tạm luôn nha bà con, mình câu con khác cho bà con coi ha. Mình câu con chuột này nè. Mình sẽ câu con chuột này cho bà con coi. Nếu có người quay nó ngon lắm bà con ơi. Nó bà con thấy chưa? Bà con thấy chưa? Bà con đã có mắt không nó? Bà con coi đi. Thứ gì mà nhảy thấy ghê không bà con, gắn gắn làm chuồng sao mà con làm cho chuẩn đi là nó ăn mồi cho bà con thấy không ghiền chết nữa thôi bà con thấy không, bà con thấy ghê không, bà con làm chuồng cho chuẩn cho nó ăn cho bà con coi nó, bà con thấy chưa, mình dở luôn cho bà con coi luôn. Bà con thấy đã không, đã con mắt không, con thấy ghiền chưa, đưa xuống là quất liền hay không bà con, bà con làm chuồng cho chuẩn rồi mà con làm có biết, bà con làm chuồng chuẩn đi rồi nó ăn cho bà con thấy cái cảnh ăn bằng ngày luôn đỡ không kịp, này mình quay bằng ngày nha bà con chứ không phải bằng đêm đâu, ngày này bằng ngày nè bà con thấy không. Đó, mấy đứa cháu mà nó chuyện ngoài sùm đó bằng ngày luôn á, mình câu bằng ngày luôn chứ khỏi cần câu bằng đêm, nói gì câu bằng đêm thì thôi đừng nó tới đi à. Mình quay cái cảnh này cho bà con coi chơi mới đã con mắt. Con thấy nó dạng ghê không, đưa xuống là lộn liền chịu gì nổi. Con thấy ghê chưa, thứ gì mà dạng trời đất luôn nè bà con thấy không, bà con thấy chưa, thấy đã không, bà con thấy gắn đã chưa, vậy mới được,
là mà con làm chuồng sao mà ok, đưa mồi xuống quất bịch bịch mới được, đập gầm gầm mới sướng cái tay. Rồi con thấy đã không, vậy nó mới phê đó. Con thấy im không, im im tay không, bà con thấy im chưa? Mình vậy mới được bà con nuôi gắn, sao mà mình nói bà con làm cái chuồng cho nó chuẩn đâu đó đàng hoàng đó, thì cái con gắn của mình đưa về là nó ăn liền chứ khỏi cần chờ lâu. Cái chuồng chuẩn là đưa vô là bắt đầu nó ăn liền tại chỗ, hay hoặc là nó ăn tối là nó ăn, hay hoặc 1 2 đêm là nó bực liền. Con thấy đã không, con thấy ghiền chết chưa? Vậy mới được, con làm chuồng tầm bảy bả đâu được đâu. Con coi kỹ ha, dép dép lại cha con lấy hột quẹt đi ông nội coi, để cha lấy hột quẹt cho ông nội, hột quẹt con nhỏ này. Dạ đây đeo là quẹt cho ông nội coi. Thuốc chứ mà làm gì đâu, con gắn không vậy? Cầu gắn con chạy qua bà bảy quên trong nổi cái thuốc đi Diệp, đi đi. Bây giờ mình bà con mình thấy nó cũng rõ phải không, bắt đầu mình bỏ con này mình câu con khác cho bà con coi nha. Mình sẽ câu con khác, mình tạm ngưng cái clip này ha, tạm ngưng cái clip này đi, rồi mình câu con khác cho bà con coi, mình nhấp cho nó ăn đi. Nhấp cái đuôi chuột nghe bà con, nhấp cái đuôi chuột cho nó ăn được rồi đi. Con thấy dạng thấy ớn không? Nhấp đuôi nhấp ăn ăn hà, không buông đâu. Thì cái chuồng mình mong bà con là cái chuồng như đó, chuẩn nó đạt vậy đó, là con gắn mình nó dạng dữ dằn lắm. Nó chỉnh cái chuồng gọi là nó dạng, mà lại con gắn nó đẹp nữa. Mình thì chuyên môn cho ăn chuột không bà con ơi. Bỏ thiếu đi trong nồi đi con. Cái gì? Con gì đâu? Nó bà con coi kỹ ha. Mình làm chuồng mình nuôi sự cái đam mê á, mình phải cố gắng làm chuồng cho nó chuẩn nó đạt là mình nuôi được thôi, chứ không có gì cả chứ. Sợ mình làm chuồng nó không chuẩn thôi, nó mới xảy ra gắn mình chuyện này chuyện nọ. Còn mình làm chuồng cho chuẩn thì bằng ngày nó cũng vẫn lên ăn bình thường đó. Cái chuồng mình làm nó không chuẩn không đạt, chỗ chuẩn chỗ không thì con gắn mình nó yếu ăn lắm, nó không ăn mạnh, không ăn đều hết. Thì mình làm sao cho nó đạt, nó chuẩn luôn một cái một là con gắn mình đưa vô là nó ăn mồi, là bắt đầu là lây quay mấy tháng nó có con giống thôi đó. Mà con coi cho kỹ nghe, nó ăn bằng ngày vẫn ăn bình thường chứ không nói bằng ngày hay bằng đêm. Rồi mình cũng tạm ngưng clip tại đây nghe bà con, rồi mình sẽ câu cái con khác cho bà con coi nha.